Đi nhiều chứ tôi chưa thấy ở đâu là làm tốt như ở đây. Chất lượng là quan trọng lắm. Không có gì ché được con mắt của thiên hạ đâu. Chất lượng là hàng đầu. Đây là một tầng lầu làm dịch vụ phun môi của một cái chi nhánh của Mai Sa. Hiện tại 9 giờ sáng rồi. Khách phun giường là khách ngồi chờ để làm dịch vụ phun mới cũng có luôn. Cả nhà cùng tìm hiểu xem là công nghệ phun môi tản màu light tớt của Mai Sa có gì đặc biệt mà sao khách khi nào phun phòng như thế này nhá. Chào chị, cho em hỏi là môi mình làm được mấy tháng rồi? Gần 3 tháng. Làm môi về thì rất là nhiều người khen. Thực tế mà nói là môi rất là tươi đẹp, cái màu đẹp tự nhiên. Điều đó là minh chứng vì sao khách hàng của Mai Sa khi nào đông như thời hồi lắm. Chất lượng nó quan trọng lắm. Không có gì ché được con mắt của thiên hạ đâu. Chất lượng là hàng đầu. Đó là phương châm của Mai Sa, là người thật thật, nói được làm được, nói đúng làm đúng, mang lại lạc cho cộng đồng. Còn môi của chị bây giờ giống như kiểu là đánh son rồi đó. Với cái màu môi này em nói thật nha, chấp tất cả cái màu son, là vì màu son nhiều khi đánh không khéo nó bị dày cộm lên. Nhưng mà cái màu môi của nhà Mai Sa là mỏng mịn trong, không bị dính viền, không bị dày cái màu. Với bờ môi này ấy, nhìn nó rất là sáng, cái da của mình lên rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên luôn. Thực tế là rất nhiều khách hàng đang băn khoăn, đang tò mò không biết là công nghệ phun môi tản màu latex của nhà Mai Sa có gì đặc biệt mà khách lúc nào cũng đông như tẩy hồi. Thì đây là những khách hàng là minh chứng cho cái chất lượng phong cách phục vụ của Mai Sa. Xem như Mai Sa mấy điểm? Đây là phục vụ tốt nhất, đi nhiều chứ tôi chưa thấy ở đâu là làm tốt như ở đây. Còn về chất lượng thì chuẩn rồi, 16 luôn. Chúc các chị thì thật nhiều sức khỏe và luôn luôn xinh đẹp, và đừng quên giới thiệu khách Mai Sa và mọi các chị rất là nhiều. Mai Sa sẽ cố gắng kiểm soát tốt chất lượng, phong cách phục vụ thật tốt này, đặc biệt giá càng ngày càng bình dân xuống để cho tất cả các chị em mình đều có cơ hội là tới Mai Sa làm đẹp thả ga hoàn toàn không lo về giá. Cảm ơn chị nhiều ạ.